Cảnh báo, video này sẽ nói về serum, nhưng nên bạn nào không có serum thì thứ hai nhất là hãy kiếm serum để tải. Còn không thì có thể bỏ qua video này. Nhưng mà video này cũng sẽ nói về sound design cho các cái plugin khác, ví dụ như là Spy, Silent hay là những cái plugin kiểu Waitable khác mà không phải serum. Nên là các bạn cũng nên nghe. Ngay cả plugin Adventure hay là Nexus cũng sẽ dùng một số thứ trong đây áp dụng vào. Đầu tiên, khi mà các bạn mở serum lên thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Nhìn cũng thực chất là nhìn thì có nhiều nút vậy chứ cũng không có gì khó cả. Vì đầu tiên mà mình cần làm mà các bạn cũng có thể làm chính là chỉnh coi cái serum bao nhiêu thì phù hợp với lại cái màn hình của các bạn. Đây thì mình chọn, có thể chọn nó bật ra một chút xíu nữa. Các bạn chờ một chút để nó loát. Đây là serum. Sẽ để nó detach, nó khỏi biến mất ha. Thì á, để mà các bạn biết được á, mình sẽ vẽ, các bạn nhận ra được cái sao nó có thay đổi như thế nào thì mình sẽ vẽ ra một số cái hợp âm ha. Các bạn chờ một chút xíu. Rồi, thì đơn giản như vậy thôi, ba hợp âm nho nhỏ. Thì cái việc đầu tiên các bạn sẽ thấy á, trong cái giao diện của serum á, đó là các bạn sẽ thấy cái máy tạo âm tên là OSCA được mở sẵn cho các bạn. Thì cái tiếng nó sẽ nghe như cái này. Thì các bạn phải chỉnh lại một số cái âm khác trong này, như cái này mình sẽ chọn là cái 4088 này đi. Cái này hay dùng cho các baseline. Thì mình sẽ nói luôn là một số cái nút ở dưới đây. Ví dụ cái nút Unison này có nghĩa là bao nhiêu cái tiếng được đánh ra từ cái máy tạo âm OSCA của các bạn. Mình bật cái này lên, thường các bạn sẽ chạy cái tiếng chẵn, cái lẻ tùy bật sao các bạn muốn design ha. Ở đây thì mình thích dùng hơi số từ 3 đến 5 thôi, nhưng mà các bạn khi mà mới tập thì các bạn phải lên cao hơn một chút. Ví dụ như là 7 hay 10 chẳng hạn. Đây, ví dụ các bạn bật detune lên một chút xíu. Detune ở mức độ nhất định thì nó sẽ rất là hay, còn ở mức độ nhiều quá thì nó lại gây ra cái sự như là lệch tông. Blend này là blend giữa cái tiếng chính của các bạn và cái tiếng detune. Có nghĩa là cái thanh unison chính, thanh số 1 đó với lại 6 thanh còn lại. Phay này, cái nút phay này với lại cái nút ba này thì thực chất các bạn cũng không cần để ý lắm đâu. Okay. Cái WT position này là cái gì? Các bạn hãy nhìn đây, các bạn hãy nhấn vào đây thêm một lần nữa. Các bạn có thấy gì chưa ạ? Đây chính là một cái wavetable. Đó là một cái wavetable. Các bạn hãy nhấn nó vào một lần để các bạn xem hình ảnh 3D của nó. Cái position này chính là cái để thay đổi cái hình ảnh 3D của đây. Các bạn hãy để ý thêm một số thứ cho mình, đó chính là trong một cái máy tạo âm như thế này nó sẽ có luôn cho các bạn cái chức năng là ban của hai bên và chức năng level đây để mà tăng giảm âm lượng á, thì nó cũng sẽ có luôn trong đây các bạn ha. Cái nút này, hai nút này thì tạm thời các bạn không cần để ý lắm đâu. Trong serum thì nó chuẩn bị sẵn sàng cho các bạn hai cái máy tạo âm như thế này. Ngoài ra thì các bạn sẽ có những thứ sau đây mà các bạn nên để ý, đó chính là cái nút sub.
là một cái máy tạo âm mà đơn giản hơn, không có những cái nút ở dưới này ha. Nó vẫn có cái nút để tăng giảm cái tông của nó ha. Tông xuống 12, tăng 12 nửa cung. Ngoài ra nó còn sẽ còn những cái bạn là cái máy tạo noise. Cái này tạo noise ví dụ như là các bạn tạo cái tiếng đó các bạn. Khi mà các bạn muốn cho nó có một chút gì đó người ta gọi là tự nhiên hay cái âm nó tự nhiên thì các bạn sẽ dùng cái noise để các bạn thêm vào. Ok. Thêm một phần nữa đó chính là cái phần filter ha các bạn. Như cái này các bạn có thể thấy cái chỗ này nó sáng ở đây, có nghĩa là mình cho cái OSCA này, đó là cái filter này các bạn nghe. Ok. Thì bây giờ đến cái phần mà chúng ta gọi là phần sound design chính ha. Sound design chính là cái gì? Ví dụ như là bây giờ mình sẽ dùng cái envelope số 1 này để mà mình điều khiển cái phần âm lượng của cái oscillator A như này ha. Ví dụ mình muốn tạo thêm lớp đi thì nó sẽ như thế này đây. Bây giờ thì có thể là nghe nó chưa hay tại vì cái thêm lớp này mình chưa có dùng cái filter này ha. Các bạn hãy làm hành động thôi cho mình, các bạn nhấn cái vụ envelope 1 này là các bạn thấy không? Các bạn kéo nó qua cái chỗ kết off cho mình. Các bạn có thể làm một cái hành động hay hơn nữa luôn, đó chính là các bạn dùng cái LFO 2 này để các bạn LFO 1, LFO 2, 3, 4 này để các bạn chỉnh cho cái ví dụ như cái WT position ở đây cho nó chạy. Đây là mình đã cho cái OSCB và cái noise ở đây vào trong cái filter luôn hả. Cái hình này các bạn cũng có thể chỉnh cho nó nha các bạn. Các bạn có thể chọn một số cái hình ở đây, ví dụ hình này đi là flat luôn này, cái mic ở đây luôn này. Ví dụ mình muốn cái này ở đây, nó kiểm soát cái tim position ở đây. Mình sẽ thêm những cái effect ở đây cho các bạn, như cái này hyper dimension, các bạn có thể chuyển nó lên xuống dưới ha. Thì vị trí các bạn chuyển mà nó sẽ có các tác dụng khác nhau. Ví dụ đây mình sẽ thêm một cái compressor đi. Cả cái detune này cũng có thể được LFO luôn ha.
bạn để remove, các bạn tháo eyebrow ra, các bạn sẽ remove all modulation ở chỗ này ha. Còn một số thứ nữa, ví dụ như là cái nút trên đây, các bạn có thể thấy cái cut off này chạy bao nhiêu, chúng ta thể chỉnh bằng cách các bạn kéo cái nút này nè, có nghĩa bạn muốn nó chạy khoảng bao nhiêu. Có rất nhiều nhiều cái filter thú vị khác. Mình sẽ tạo cho nó cái hiệu ứng flanger qua hai bên đi. Cho vào flanger. Tăng giảm cái volume của cái OSC1 này. Đó là mình đã sau design xong một cái lớp bằng serum ha. Thì ví dụ bây giờ mình sẽ khởi động init một lần nữa và mình sẽ khởi động cái nào và mình sẽ thực hiện cho các bạn xem một số cái tiếng phát có sẵn trong đây. Các bạn có thể thấy được, đặc biệt là cái tiếng bass, cái hình nó sẽ như thế này ha, thường cái hình nó sẽ như vậy. Các bạn chờ một tí, mình cố gắng tìm được cái initial set mà mình không biết nó nằm ở đâu rồi. Đây. Thì các bạn cũng có thể dùng cái này để các bạn chế ra cái tiếng người ta gọi là cái tiếng tiếng bass ha, tiếng bass. Nhưng ở đây thì mình sẽ không chế tiếng bass, mình sẽ chế cái mà ta hay gọi là đàn violon điện tử. Mình sẽ Ctrl G để mình chẽn cái này lại với nhau. Tăng unison nó lên. Bạn kéo cái này lên cho nó không có chạy quá là nhanh hả? Các bạn, cái envelope này cũng có thể được dùng để control cái đó luôn nha các bạn. Mình sẽ remove cái này đi. Và các bạn, cái sự khác biệt của FFO và envelope và EV á, thì chính là cái việc FFO nó chạy liên tục, ngay cả lúc mà các bạn chỉ cần khởi động cái scene lên là nó chạy ha, nó chạy liên tục, nó không cần biết là các bạn làm cái gì. Còn envelope thì nó chỉ kích hoạt khi các bạn cái tiếng bắt đầu đánh vào thôi. Nên khi mà các bạn bấm nốt nhạc nó sẽ đánh vào. Bên đây mình sẽ kéo cái FFO này qua bên đây ha. Điều khiển cái FFO này có hình ví dụ như hình theo cái hình của cái đó hoặc là nhổ cái đó luôn đi. Các bạn đã có thể thấy điều kỳ diệu của serum rồi đó. Mình sẽ dùng kiếm một cái mình chỉnh cái position của nó ha. Các bạn chỉnh tốc độ của cái FO này. Các bạn thấy là nó chạy chậm hơn nè. Thank you.
chỉnh cái con lại cho chỉnh cái hợp âm lại cho các bạn một chút xíu để các bạn cảm nhận thấy cái sự khác biệt đó. Ok, các bạn thay chỉnh cái lâu này để mà ok, đó là về phần plug và phần plug và phần đàn dây kiểu kiểu điện tử ha. Mình sẽ làm thêm một chút, đó là đàn bass. Loại bass được làm bằng serum rất là hay, đó chính là gọi là grow bass à. Có nghĩa là cái bass đó nó sẽ thay đổi cái tính của nó theo thời gian, và là dùng cái FO bỏ vào cái position này. Như là cái grow bass đó nó sẽ chạy chậm, nó không có chạy nhanh như vậy à. Và grow bass thì dĩ nhiên là phải có distortion rồi, cho nó miếng distortion vào. Ok, video đến đây là kết thúc. Thì đây là mấy cái sao đơn giản thôi, thì sau thì mình có thể chỉ cho các bạn làm những cái thậm chí còn có thể là phức tạp hơn mấy cái này nữa. Cảm ơn các